Họ muốn làm đẹp mọi lúc mọi nơi và không thể cưỡng lại những gì họ thích. Để xem nào, mình biết rõ cô ấy đang nghĩ gì. L'Oreal Softcare mới, thật thoải mái, mềm mại và khô thoáng, với lớp thoáng thiết cáp siêu tốc. Tự tin lên nào, bạn ơi!